Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Trong video hôm nay thì em muốn giới thiệu đến các bác một bộ sản phẩm Hoàng Gia. Nhưng bộ này thì có hơi khác biệt một chút. Đó là bộ này là hàng sản phẩm trọn vân. Trọn vân và toàn bộ là vân lu hết. Bình thường thì khi mà sở hữu hay là khi mà đặt và mua một bộ sản phẩm vân lu thì rất là hiếm. Bởi vì là thông thường em cũng nói hay chia sẻ hay tư vấn cho các bác đó là may là khi nào mà chọn được một cái bộ vân lu thì em sẽ lên sóng và em sẽ quay video luôn cho các bác. Để nhà mình ví dụ mà xem được cái video sớm hay là nhìn thấy hàng nó ưng ý hay là nhìn thấy cái vân nó đẹp thì các bác có thể là liên hệ luôn cho em qua số điện thoại có ghi ở phía dưới góc bên trái màn hình để đặt hàng và giữ hàng. Đấy, còn nếu mà để chờ một bộ sản phẩm thông thường thì cái vân nó sẽ không thể nào mà được như vân của bộ sản phẩm này. Bộ này thì em chọn vân lu rất là VIP, rất là đẹp, cực kỳ đẳng cấp. Và với những cái đường vân như nào thì các bác cùng theo chân em xem hết cái video hôm nay để xem về cái vẻ đẹp của bộ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu nhé. Đầu tiên là cái chi tiết đoạn dài. Đoạn dài này thì em làm chiều dài là 2m60. Và đây là dáng trương cánh bướm. Những cái dáng trương thông thường thì nó cũng rất là quen thuộc với các bác rồi. Nhưng bộ này thì em làm dáng trương cánh bướm. Nhìn cái dáng trương cánh bướm này thì nó rất là bay. Cái độ dày của trương thì em làm dày là 10 phân. Và các bác thấy là cái dáng trương cánh bướm thì cực kỳ là bay. Và cũng như là những bông hoa hồng. Những cái phần bông hoa hồng này em đục tỉa rất là bông và nhìn nó rất là có hồn. Tức là nhìn nó rất là kênh. Đây ạ, các bác thấy không ạ? Nhìn nó rất là kênh. Đó. Cái trương cánh bướm này thì bao giờ nó cũng sẽ bay hơn so với cái dáng trương thường. Đấy, toàn bộ này, trương này, hoa hồng này, đục tỉa toàn bộ, đục tỉa những cái đường nét này đều là tỉa lại hết bằng tay đấy ạ. Đục thì khi mà em đục thì em sẽ cân bằng máy, nhưng mà khi tỉa lại thì đều tỉa lại hết bằng tay, rất là đẹp. Cái vân gỗ hương đá thì nó là một chất liệu gỗ mà cái tính chất của gỗ thì nó rất là nhiều vân. Và vân của nó thì rất là nổi. Đấy, toàn bộ là em đã full BU rồi đấy ạ. Bộ này là đã hoàn thiện xong rồi các bác nhé. Em có cả video hàng mộc. Nếu các bác nào muốn xem video hàng mộc thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại của em, kết bạn Zalo cho em, thì em sẽ gửi video mộc thô cho các bác kiểm chứng. Bởi vì là thực tế ra khi mà có những bộ sản phẩm vân VIP như này thì hầu hết là em sẽ full màu trần để lộ vân. Đấy, ví dụ như bộ này thì các bác thấy là cái ván của nó toàn là vân. Úi dồi lu này, cái ván của nó toàn là lu hết. Đấy, bộ này thì làm hàng dày dặn các bác nha, khuôn tranh 4 ván 2 và có rất là nhiều đốm nu đấy ạ. Nu này thì là từ những cái tấm gỗ mà nó đã từ những cái cây gỗ đã rất là già rồi. Cái phần nu là gọi là cứ các bác cứ nhìn thấy nu là các bác yên tâm, bởi vì nu có nu là nó gỗ nó đã rất là già rồi. Đấy, và dáng tay của bộ sản phẩm này thì em làm là dáng tay chữ C, rất là đẹp. Dáng tay chữ C thì là một cái dáng tay cực kỳ mềm mại và nó phù hợp với dáng hoàng gia. Yếm thì có làm là dày, yếm là dày 4 phân. Và những cái đường lượn sóng các bác nhé, những cái đường lượn sóng rất là đẹp. Đấy. Chân thì là chân 14 ạ, kích thước chân thì là chân 14. Ngoài chi tiết đoạn dài thì hai chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm này cũng cực kỳ là đẹp, vân cũng cực kỳ VIP. Đấy, vậy em sẽ quay lần lượt từng chiếc ghế một để các bác thấy vân nó VIP như nào nhé. Đấy, vân lu này, ôi dồi ôi, lu này mới là giá trị này các bác ạ. Vân lu này mới là giá trị này, tay thì là tay đặc rồi. Đấy, ghế đơn thì em làm về kích thước chiều ngang sẽ là 1m1. Chiều ngang của ghế đơn sẽ là 1m1 và ghế đơn thì cũng sẽ làm trương cánh bướm. Ghế đơn đối với mẫu hoàng gia thì ghế đơn nó sẽ ngắn, nó sẽ thấp hơn đoạn dài một chút. Đoạn dài thì nó sẽ cao hơn chi tiết ghế đơn. Ghế đơn thì nó sẽ thấp hơn đoạn dài. Đấy, vách lưng này, vách lưng cũng chọn vân luôn, chọn vân núi luôn. Còn ván này các bác thấy là ván toàn bộ lu rất là đẹp. Đấy, toàn bộ lu này, đốm lu này rất là đẹp. Cái bộ sản phẩm này thì cái giá trị nhất nó là ở những cái đốm lu này các bác nhá, rất là đẹp. Đã thế lại còn làm dày nữa, khuôn tranh 4 ván 2 luôn. Bình thường lu này thì rất là ít nơi là mà họ dám làm dày như này. Bởi vì là có những cái tấm vân đẹp như này hầu như là họ sẽ xẻ mỏng để làm ra được nhiều bộ. Đấy, nhưng mà nhà em làm dày luôn cho nó chất lượng, sử dụng cho nó yên tâm. Đấy, đây là ghế đơn đầu tiên và đây là cái chiếc ghế đơn thứ hai này. Ôi ôi, ghế đơn thứ hai này còn nhiều lu hơn đây này. Đấy, ghế đơn thứ hai này còn nhiều lu hơn. Lu này các bác yên tâm sử dụng là gỗ rất là già nhá. Gỗ rất là già thì mới có lu như này. Đấy, gỗ nó phải rất là già thì mới có lu như này, rất là đẹp. Hàng đầu năm thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái tấm vân đẹp như này. Và các bác mua hàng đầu năm thì bao giờ cái giá nó sẽ được một cái giá rất là êm. Ngoài đoạn dài hay là ghế đơn thì bàn cũng, cái vân nó cũng rất là đẹp. Đấy, bàn đây ạ, bàn thì em để trơn. Bởi vì là bộ trọn vân cho nên là bàn em sẽ để trơn để khoe vân. Và em sẽ tặng kèm theo kính bàn nhá, kính bàn và kính đôn. Đấy, bộ này sẽ có hai đôn, một đôn kẹp giữa hai ghế và một đôn ngồi. Và tổng thể cái bộ sản phẩm này hiện tại đang có mức giá là 95.800.000. Tổng bộ sản phẩm 6 món.
Đấy, đã hoàn thiện và miễn phí vận chuyển 50 cây số. Ngoài ra thì về cái chế độ bảo hành thì các bác có thể yên tâm. Đó là nhà em có chế độ bảo hành trong khoảng thời hạn là 5 năm. Nên là các bác cứ yên tâm mà sử dụng thoải mái luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.